Kính thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa thôi thì mùa giải Serie A 2023-2024 sẽ chính thức khởi tranh. Hiện tại các đội bóng đã bắt đầu trở lại tập luyện và tích cực chi tiêu ở trên thị trường chuyển nhượng. Nhắc đến Serie A, thường người hâm mộ sẽ nhớ đến cuộc cạnh tranh của 7 chị em. Và trong những năm gần đây, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu vô địch thực ra chỉ là cuộc tranh chấp giữa các đội bóng của hai miền Nam và Bắc nước Ý. Trong nhiều năm qua, Serie A thuộc về sự thống trị của các đại diện phía Bắc. Thế nhưng ngoài việc Napoli giành Scudetto sau 33 năm chờ đợi ở mùa bóng vừa qua thì đã trở thành niềm hãnh diện cho các đại diện của khu vực phía Nam. Và không thể đánh mất thế thống trị của mình, các đội bóng phía Bắc như là Inter, AC Milan và Juventus đã tỏ ra rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là hai đội bóng thành Milan. Inter sau một mùa giải khá ấn tượng dù không thể bước lên đỉnh vinh quang cũng đã mang về những tân binh mới. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ trung tâm Davide Fantasi. Còn với sọc đỏ đen AC Milan, họ cũng đã mang về những cầu thủ có tên tuổi trên hàng công, đặc biệt là các cầu thủ đến từ Chelsea như là Christian Pulisic và Ruben Loftus-Cheek. Sau một mùa giải không thành công, người hâm mộ thường xem động thái trên thị trường chuyển nhượng của đội bóng đó để có thể đưa ra những đánh giá chính xác hơn về sức mạnh của đội bóng. AC Milan sau một mùa giải không thành công, không thể bảo vệ danh hiệu Scudetto, đã bước vào mùa giải mới với những sự thay đổi lớn cả về thượng tầng lãnh đạo lẫn lực lượng. Paolo Maldini rời ghế phó chủ tịch và một người cũ khác của Milan đã lên thay thế là Franco Baresi. Và chính sách chuyển nhượng của sọc đỏ đen cũng đã thay đổi. Họ đã không còn bao cấp công thần Ibrahimovic, đồng thời bán đi tiền vệ trung tâm Sandro Tonali để lấy tiền chiêu mộ thêm các tân binh khác. Sau khi có số tiền 64 triệu euro từ thương vụ Tonali, Milan đã chào đón hai tân binh đến từ Chelsea là Christian Pulisic và Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek được kỳ vọng sẽ thay thế Tonali ở khu vực giữa sân, nhưng tiền vệ người Anh không phải mẫu cầu thủ là ông vua tuyến giữa. Trong khi đó, tiền vệ hậu công người Mỹ Christian Pulisic được mua về để trám vào vị trí của Brahim Diaz, người đã hết hợp đồng cho mượn và trở về Real Madrid. Sự ra đi của Tonali cùng việc manager dính chấn thương đến hết năm 2023, nên Milan đã nhanh chóng mang về một tiền vệ dù ít được nhiều người biết đến nhưng lại rất nổi bật trong màu áo của AZ Alkmaar, Gianni Reynders. Cầu thủ có mẹ là người Indonesia này đã nổi lên trong màu áo của AZ Alkmaar ở mùa giải vừa qua khi anh đã đá chính 54 trên 54 trận cho câu lạc bộ trên tất cả các đấu trường, trong đó có cả 2 trận ở cúp quốc gia Hà Lan và 18 trận ở Conference League. Không vắng mặt bất cứ trận nào vì bất cứ lý do gì, số phút trung bình của Reynders mỗi trận là 90. Anh chỉ bị thay ra sân 6 lần trong cả mùa với tổng số phút không thi đấu là 75. Những con số thống kê ấn tượng này cho thấy Reynders là mẫu cầu thủ mà huấn luyện viên Pioli đang rất cần. Dù đã có thêm những bản hợp đồng mới khá chất lượng ở tuyến giữa, nhưng hàng công vẫn là nỗi lo của huấn luyện viên Stefano Pioli. Ông không thể trông chờ vào chân sút 37 tuổi Oliver Giroud cùng một Divock Origi mãi vẫn chưa trưởng thành. Muốn thành công ở mùa giải mới, Milan cần tăng cường sức mạnh ở hàng công lẫn hàng lan cánh phải. Với Inter Milan, sau một mùa thăng hoa ở đấu trường Champions League khi vào đến trận chung kết nhưng lại chỉ xếp thứ 3 tại Serie A, Nerazzurri cũng đã tích cực tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung lực lượng và nâng chất đội hình. Sự ra đi của hai trụ cột Milan Skriniar chuyển nhượng tự do đến Paris Saint-Germain và Marcelo Brozovic đến Al-Nassr cũng đã khiến Inter khiếm khuyết ở hàng thủ và tuyến giữa. Nhưng ngay lập tức, Milan đã nhanh tay mua về tiền vệ trung tâm Davide Fratesi từ Sassuolo cùng việc mua Đức Christian Aslani với giá 10 triệu euro từ Empoli để giúp tuyến giữa Inter càng thêm chắc chắn. Ở hàng thủ, Inter cũng đã chính thức mua về Francesco Acerbi từ Lazio và tài năng trẻ người Đức Jan Orel Bissek. Trên hàng tấn công, sọc xanh đen cũng đã có được chữ ký của Marcus Thuram từ Mönchengladbach để thay thế cho Romelu Lukaku đã hết hạn hợp đồng mượn từ Chelsea. Một đại diện khác của phía Bắc là Juventus hiện tại đang khá im hơi lặng tiếng, họ chỉ hoàn tất những bản hợp đồng mua Đức Moise Kean, Manuel Locatelli và Arkadiusz Milik, chỉ mua mới cầu thủ chạy cánh người Mỹ là Timothy Weah từ Lille. Với lực lượng này, mùa bóng mới hứa hẹn sẽ là một mùa giải khó khăn của ba đầm già. Riêng Napoli đã gần như giữ nguyên đội hình cũ. Nhà đương kim vô địch chỉ hoàn tất hai bản hợp đồng mua Đức Giovanni Simeone từ Verona và Giacomo Raspadori từ Sassuolo. Với lực lượng khá tốt này, Napoli vẫn có nhiều khả năng để bảo vệ danh hiệu.
Vấn đề là liệu tân huấn luyện viên Rudy Garcia có thể thừa hưởng được những gì mà người tiền nhiệm Luciano Spalletti để lại hay không. Các cổ động viên phía Nam có lẽ cũng chỉ hy vọng vào Napoli bởi những động thái từ Lazio và Roma là khá im hơi lặng tiếng. Đặc biệt, đương kim Á quân Lazio lại còn tự làm yếu mình khi để tiền vệ không trung Sergei Milinkovic-Savic đến Anh, Hy Lạp.